SUV đắt khách Ford Bronco chào hàng nhà giàu Việt, giá hơn 3,3 tỷ đồng, là bản đặc biệt, cạnh tranh Jeep Wrangler. Với khả năng tùy biến ngoại hình linh hoạt, Ford Bronco có phần giống Jeep Wrangler và dành cho những ai đam mê off-road. Một doanh nghiệp tư nhân đang chào bán Ford Bronco nhập Mỹ về Việt Nam. Phiên bản được giao là First Edition. Ford Bronco là mẫu SUV mới của hãng xe Mỹ, lần đầu ra mắt vào tháng 7 năm 2020. Mẫu xe này hướng tới khách hàng thích off-road với thiết kế hầm hố và khả năng tùy biến các chi tiết ngoại thất linh hoạt. Các thông số ngoại hình cũng cho thấy Bronco sinh ra để off-road với khoảng sáng gầm 294mm, góc vượt đỉnh dốc 29 độ, góc thoát 37,2 độ cùng khả năng lội nước sâu 851mm. Thiết kế Bronco có chút bụi bặm với nhiều góc cạnh. Chi tiết hiện đại đến từ cụm đèn LED trước hoặc sau nhưng vẫn có nét cổ điển. Xe có thể tháo mui và tháo cửa hoàn toàn. Nội thất mẫu xe này tương đối hiện đại. Vô lăng ba chấu kiểu mới giống trên Explorer hay F-150. Phía sau vô lăng là màn hình điện tử lớn kết hợp đồng hồ analog, hệ thống giải trí loại sinh 4 mới nhất của Ford. Bản tiêu chuẩn đã có màn hình 8 inch còn cao cấp hơn là loại 12 inch. Vật liệu ốp nội thất chủ yếu là nhựa và có nhiều điểm tương đồng với nội thất Land Rover Defender. Bản First Edition với trang bị tiêu chuẩn đã khá hiện đại so với các bản khác như có ghế sưởi bọc da, âm thanh Bang và Olufsen, màn cảm ứng trung tâm 12 inch cùng gói trang bị lắp và sắt vuốt, gói cung cấp các phụ kiện off-road nặng đô cùng bộ lốp 35 inch. Phiên bản được chào bán về Việt Nam sử dụng động cơ 2,7 lít V6 máy xăng, cho công suất 310 mã lực và mô men xoắn 542 en, kết hợp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Đây là tùy chọn động cơ mạnh nhất của Bronco. Tại Mỹ, Ford Bronco là mẫu xe bán rất chạy. Cũng bởi lượng khách đặt hàng quá đông nên Ford đã tăng sản lượng bản First Edition lên gấp đôi so với thông báo ban đầu. Khi vừa được mở bán chưa lâu, 7.000 chiếc Bronco First Edition đã cháy hàng đơn đặt cọc. Trong khi đó, Bronco đang gặp khó về nguồn cung bởi thiếu linh kiện lắp ráp. Giá Bronco được doanh nghiệp nhập khẩu chào bán là hơn 3,3 tỷ đồng. Cách đây một năm, đã có nơi chào bán xe nhưng giá lên tới trên dưới 4 tỷ đồng. Mức giá hơn 3,3 tỷ đồng cho bản First Edition mềm hơn khá nhiều. Tại Mỹ, bản First Edition 4 cửa có giá khởi điểm từ 63.500 USD. Khi về Việt Nam, Ford Bronco sẽ cạnh tranh với Jeep Wrangler với cùng tầm giá và cùng phong cách cũng như mục đích sử dụng. Wrangler đang được bán chính hãng với giá từ hơn 3 tỷ đồng.
Yeah.